đến khi hết. Xin chào các bạn thính giả của kênh Radio Kết Nối. Có bài khảo sát vừa rồi trên kênh thì thấy có khá nhiều bạn gặp vấn đề trong khi làm việc và học tập khiến cho hiệu quả công việc rất thấp. Có nhiều lý do dẫn đến điều này, nhưng có 3 nguyên nhân rất hay gặp phải, đó là 1. Sự lười biếng và trì hoãn, 2. Không yêu thích công việc mình đang làm, và 3. Thiếu tập trung, dễ bị sao nhãng khi làm việc và học tập. Với nguyên nhân đầu tiên, bản thân bạn sẽ là người hiểu rõ nhất điều gì làm cho mình trở nên lười biếng như vậy. Và điều này sẽ chỉ có thể khắc phục được khi bạn thay đổi suy nghĩ và bắt đầu hành động. Để có thêm động lực và có những ứng phó phù hợp trước khi con sâu lười ăn trọn bộ não, ngấm sâu vào tiềm thức của bạn. Bạn có thể nghe cuốn Muốn Thành Công Nói Không Với Trì Hoãn mà kênh đã đăng tải trước đây nhé. Cuốn sách này chỉ ra rất nhiều nguyên nhân của sự lười biếng và cách khắc phục nó. Với nguyên nhân thứ hai, các bạn có thể đọc cuốn Đánh thức con người phi thường trong bạn, Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, hoặc nghe cuốn Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ mà kênh đã phát sóng. Nó sẽ truyền cảm hứng và khơi dậy đam mê trong bạn đấy. Còn trong video này, tôi sẽ dành trọn để giải quyết vấn đề thứ ba, vấn đề mất tập trung của bạn. Có phải khi làm việc, học tập, bạn rất dễ bị phân tán bởi những suy nghĩ trong đầu như trưa nay ăn gì, tối nay có bộ phim mới, hay những ngoại cảnh tác động như new feed trên Facebook, có thông báo mới, phải vào xem một tí mới được, quen tay lướt TikTok và rồi thế là mất nguyên cả buổi chẳng làm được gì, hoặc không biết bắt đầu từ chỗ nào, dẫn đến việc ngồi vẩn vơ với chồng suy nghĩ, cuối cùng thì công việc, bài tập vẫn còn nguyên đó. Hay có thể là bắt đầu công việc được, nhưng bạn lại cảm thấy rất uể oải, chán nản, không thể tập trung được. Tất cả những sự sao nhãng này đều sẽ làm giảm năng suất và hiệu quả công việc của bạn đi rất nhiều so với tiềm năng mà bạn có thể làm được. Theo một nghiên cứu thì khi chúng ta đang tập trung để làm một điều gì đó mà có một việc khác xen vào, ví dụ như những suy nghĩ, tin nhắn mạng xã hội, một cuộc điện thoại hay một người khác làm phiền, thì bạn sẽ cần ít nhất 15 phút để lấy lại được sự tập trung ban đầu cho công việc. Thậm chí có thể là bạn sẽ mất luôn sự tập trung đó. Ở một nghiên cứu khác, khi so sánh hiệu quả công việc của một người làm việc liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi hoàn thành và người còn lại thì có khoảng thời gian tập trung cao độ, sau đó có những khoảng thời gian nghỉ giữa giờ, thì người thứ hai sẽ có hiệu quả công việc cao hơn, có tính sáng tạo tốt hơn người đầu tiên. Sau khi kết thúc thử nghiệm thì người đầu tiên có xu hướng mệt mỏi rất cao, khó có thể tập trung lại được sau đó, còn người thứ hai vẫn giữ nguyên được phong độ. Điều này được giải thích là do khi bạn bắt bộ não làm việc với cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm cho bộ não mệt mỏi và không có thời gian để phục hồi, khiến cho hiệu quả công việc có thể lúc đầu rất cao nhưng sau đó lại ngày càng giảm dần. Vậy nên, chia nhỏ thời gian để thực hiện công việc ra và xen kẽ vào đó là những giờ nghỉ ngắn để cho não bộ của bạn có thể được nghỉ ngơi và hồi phục sẽ giúp cho hiệu quả công việc được nâng cao hơn. Hôm nay, tôi sẽ mang đến cho bạn một phương pháp, nó có tên là Pomodoro. Đây là một phương pháp để quản trị thời gian, đồng thời nâng cao khả năng tập trung của bạn, tránh lãng phí thời gian một cách vô ích. Tôi đã thử nghiệm và hiện đang sử dụng phương pháp này trong công việc của mình và thấy nó rất hiệu quả. Trước đây, tôi rất hay uể oải, mệt mỏi khi bắt đầu công việc và không làm thế nào để tập trung được, khiến cho công việc hay bị trễ nải, đến phút chót thì mới hoàn thành, nên không có thời gian để làm những việc khác nữa. Nhưng sau khi sử dụng phương pháp này, tôi đã tăng được khả năng tập trung và nâng cao được năng suất làm việc đến 200% so với lúc trước. Hy vọng rằng nó cũng sẽ có ích cho bạn. Lưu ý là phương pháp này đặc biệt hữu dụng cho các bạn học sinh, sinh viên đang học hành cùng với bài vở, hoặc các bạn làm văn phòng, viết lách, thiết kế, lập trình, những người có công việc đòi hỏi ngồi một chỗ và tập trung cao độ. Nó sẽ không thích hợp cho những người có tính chất công việc thường xuyên phải đi ra ngoài hay di chuyển làm việc ngoài trời. Cái tên Pomodoro bắt đầu từ tiếng Ý, có nghĩa là quả cà chua. Nó làm chúng ta liên tưởng đến chiếc đồng hồ hẹn giờ hình quả cà chua trong bếp. Và đây cũng chính là nguyên tắc hoạt động của phương pháp này, nguyên tắc hẹn giờ. Tại sao phương pháp này lại hiệu quả? Khi có một chiếc đồng hồ liên tục chạy trước mặt bạn,
Thời gian ngày càng ít đi cho đến khi tiếng chuông tinh tinh vang lên. Nó vô hình chung tạo ra một không khí thúc giục, như một người sếp đang thúc giục chúng ta phải hoàn thành công việc trước khi thời gian kết thúc. Điều này sẽ làm cho não bộ của bạn được kích thích. Các chất hóa học trong não tiết ra sẽ làm cho bạn hưng phấn và tập trung hơn. Hơn thế nữa, việc định danh cho công việc và khoảng thời gian để hoàn thành công việc đó sẽ giúp cho bạn kiểm soát và quản lý thời gian hiệu quả để có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Rất tuyệt phải không nào? Vậy thì bộ đếm Pomodoro hoạt động như thế nào? Chúng ta sẽ có 6 bước để thực hiện một chu trình Pomodoro hiệu quả như sau. 1. Quyết định công việc sẽ làm. 2. Thiết lập thời gian làm việc. 3. Chuẩn bị cho sự tập trung. 4. Tập trung làm một việc duy nhất cho đến khi hết thời gian. 5. Nghỉ ngơi ngắn. Và 6. Sau 4 phiên Pomodoro thì có một phiên nghỉ dài. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng bước để hiểu rõ hơn nhé. 1. Quyết định công việc sẽ làm. Trước tiên, bạn cần phải xác định rõ công việc của bạn cần làm trong ngày hôm nay là gì. Việc xác định rõ công việc này rất quan trọng, vì nếu bạn không có danh sách công việc cụ thể, bạn sẽ không biết bắt đầu từ đâu và không biết mình cần phải hoàn thành những gì. Trên tay danh sách những việc cần làm này, bạn sẽ xác định được rõ mục tiêu và đích đến. Mỗi khi bạn hoàn thành một công việc, bạn sẽ có cảm giác như đoạn đường đến đích của mình đang gần hơn một chút. Đó sẽ là động lực để bạn tiếp tục làm các công việc tiếp theo. Bây giờ, hãy ngay lập tức lấy giấy bút ra và liệt kê các công việc cần phải làm trong ngày. Sắp xếp chúng theo thứ tự quan trọng và cấp thiết. Việc nào quan trọng cấp bách hơn thì làm trước. Việc nào ít quan trọng hơn thì làm sau. Nếu các công việc có tầm quan trọng ngang nhau, thì bạn nên xếp các công việc dễ làm đứng trước. Như vậy, não bộ của bạn sẽ khởi động để có thể tập trung cao độ hơn cho những công việc khó hơn ở sau đó. 2. Thiết lập thời gian làm việc. Tùy theo tính chất công việc mà bạn có thể có những kế hoạch khác nhau. Nhưng thông thường, bạn sẽ chỉ nên chọn khoảng 3 đến 5 đầu việc cho một ngày để tập trung. Điều này sẽ giúp cho bạn phân bổ thời gian hợp lý và tránh làm cho não bộ phải làm việc quá sức. Như đã nói ở trên, nếu bạn làm việc cường độ cao trong thời gian dài, năng suất công việc chưa chắc đã tăng, thậm chí là còn giảm đi. Một đơn vị Pomodoro cơ bản là 25 phút tập trung. Bạn nên để mặc định giá trị này khi mới bắt đầu, hoặc có thể thay đổi tùy theo khả năng tập trung của bạn. Sau khi ước tính được khoảng thời gian dành ra để hoàn thành mỗi đầu việc, bạn sẽ biết mình cần bao nhiêu đơn vị Pomodoro cho các công việc này. Ví dụ như, có 3 đầu việc, đọc sách, viết báo cáo và học tiếng Anh. Thời gian bạn dành cho chúng như sau. Đọc sách, 2 Pomodoro tương ứng với 50 phút. Viết báo cáo, cần 5 Pomodoro tương ứng với 125 phút. Học tiếng Anh, cần 3 Pomodoro tương ứng với 75 phút. 3. Chuẩn bị cho sự tập trung, loại bỏ yếu tố gây sao nhãng. Bước 3 này cũng không thể xem nhẹ, vì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình bạn thực hiện Pomodoro. Bước chuẩn bị này nhằm giúp bạn giảm tối đa các ảnh hưởng của tác động từ bên ngoài đến quá trình tập trung của bạn. Đặc biệt, nếu bạn là người dễ bị sao nhãng bởi môi trường xung quanh, thì bước chuẩn bị này bạn phải làm thật kỹ càng. Trước tiên, hãy chọn cho mình một khoảng thời gian phù hợp trong ngày, nếu có thể. Mỗi cá nhân sẽ có nhịp độ sinh học hoạt động khác nhau, vì thế mà sẽ có những khoảng thời gian làm việc hiệu quả khác nhau. Có người thì dậy sớm để học và làm sẽ dễ tập trung hơn, có người thì lại tư duy tốt hơn vào buổi chiều. Còn với những con cú đêm thì việc dậy sớm là một cực hình, nhưng họ lại có thể rất sáng tạo vào ban đêm. Trừ khi công việc của bạn bắt buộc phải làm vào một khoảng thời gian cố định, còn nếu không, hãy chọn khoảng thời gian phù hợp với bản thân mình, đừng để cho người khác tác động vào bạn. Bạn mới là người hiểu bản thân nhất. Tiếp theo, hãy chọn cho mình một nơi làm việc để có thể học một cách tập trung. Ví dụ như ở trong phòng, đằng sau vườn hay trên thư viện. Tránh xa bất kể tác nhân nào là nguy cơ dễ làm cho bạn mất tập trung như là nơi ồn ào, khói bụi, tiếng TV, vân vân. Hãy để điện thoại ở chế độ im lặng, tắt wifi, hoặc nếu bạn không phải chờ cuộc gọi cần thiết nào
có thể để nó ở chế độ máy bay và mang nó xa khỏi tầm tay của bạn, để tránh bị làm phiền và gây sao nhãng khi đang tập trung. Điều này rất quan trọng cho những người có thói quen hay kiểm tra tin nhắn, lướt Facebook hay TikTok, v.v. Tôi biết, bạn nghĩ rằng điều đó có cần thiết không? Nhưng tin tôi đi, chỉ một phút sao nhãng với lít điện thoại của bạn thôi sẽ đánh bay cả sự cố gắng từ đầu và đập tan thói quen mà tôi đang cố gắng tạo dựng cho bạn. Hãy nhớ, để nó xa tầm tay với của bạn. 4. Tập trung là một việc duy nhất. Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi bạn cố gắng để hoàn thành nhiều công việc một lúc, đặc biệt với các công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, thì lại càng khiến cho hiệu quả công việc này giảm sút hơn so với làm từng công việc một. Tốt nhất là trong một khoảng thời gian, chỉ nên làm một việc nếu có thể và chia thời gian cho từng việc ở từng khoảng thời gian khác nhau. Khi bạn đã sắp xếp được thứ tự các công việc và thiết lập được thời gian để hoàn thành chúng, thì cứ theo chu trình Pomodoro, tập trung thực hiện cho đến khi hoàn thành, rồi mới chuyển sang đầu việc khác. Hãy nhớ, tập trung làm việc hết từng đơn vị Pomodoro rồi mới nghỉ, không có một nửa hay một phần tư gì nhé. Nếu công việc cần nhiều hơn số Pomodoro mà bạn đã ước tính, bạn có thể set up lại, chuyển bớt thời gian của các công việc khác sang cho công việc đó nếu như công việc đó thực sự cần thiết. Còn nếu không, chúng ta có thể gác lại, hoàn thành sau và chuyển sang đầu việc tiếp theo để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung của những công việc khác. Nếu khi đang tập trung mà có người khác hoặc công việc khác ảnh hưởng thì sao? Chẳng hạn như bạn bè đến chơi hay một người khác nhờ bạn làm việc gì đó. Bạn có thể tạm hoãn lại để đi giúp họ, nhưng hãy hạn chế làm điều này, vì như đã nói, nó sẽ dễ làm bạn đánh mất sự tập trung đang có. Nên nếu có thể, hãy từ chối một cách khéo léo cho đến khi kết thúc một đơn vị Pomodoro. Hãy nói, xin bạn chờ tôi một chút nhé. 5. Nghỉ ngơi ngắn. Giai đoạn này rất quan trọng để tạo nên hiệu quả của phương pháp này. Giữa những đơn vị Pomodoro là 25 phút bạn dành để tập trung cao độ, sẽ có 5 phút nghỉ ngắn, giúp cho não bộ của bạn được thư giãn, hạ nhiệt và phục hồi lại năng lượng trước khi đến với chu kỳ tiếp theo. Nó sẽ giúp cho não bộ của bạn hoạt động được bền bỉ, dẻo dai và nâng cao năng suất của công việc. Hơn nữa, bạn sẽ nhìn thấy rằng việc tập trung trong vòng 25 phút sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tập trung làm việc trong suốt 2 tiếng đồng hồ, phải không nào? Bạn sẽ tự nhủ, 25 phút sẽ trôi qua nhanh thôi. Chỉ có 25 phút thôi mà. Quá đơn giản. Mình sẽ làm được. Rồi sau đó sẽ được nghỉ. Khoảng thời gian 5 phút này giống như một phần thưởng nhỏ dành cho 25 phút cố gắng của bạn vậy. Vậy trong khoảng thời gian ngắn này bạn nên làm gì? Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, vì đó là phần thưởng của bạn. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn không nên động đến điện thoại, vì nó sẽ rất dễ làm bạn bị cuốn theo. Hãy làm những công việc không mất nhiều thời gian như đi uống nước, dạo quanh phòng cho giãn cơn cốt, tập thể dục nhẹ nhàng, ngồi thiền hoặc nói chuyện hỏi thăm đồng nghiệp vài câu. 6. Nghỉ dài sau 4 phiên Pomodoro. Sau 4 đơn vị Pomodoro mà bạn đã tập trung, hãy tự thưởng cho mình một phiên nghỉ giải lao dài hơn một chút, khoảng 15 phút chẳng hạn. Sau mỗi phiên nghỉ dài hoặc sau khi kết thúc một ngày, hãy nhìn lại thành quả của mình để thấy được sự cố gắng và những bước tiến từ nỗ lực của bạn. Hãy tự khen ngợi bản thân vì những điều đó. Bạn sẽ nhanh chóng đạt được những thành công đáng kể nếu tiếp tục và duy trì được thói quen làm việc với phương pháp này đấy. Sự sao nhãng và mất tập trung cũng sẽ dần dần biến mất. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một app để hỗ trợ bạn thực hành và giám sát chu trình làm việc bằng phương pháp Pomodoro trên điện thoại nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể vào CH Play hoặc App Store để tải về app có tên là Focus To Do. Sau khi bạn cài đặt xong thì mở app lên sẽ có giao diện như thế này. Việc đầu tiên bạn cần làm đó là cần phải đăng ký một tài khoản để mình có thể đồng bộ dữ liệu mà mình đã sử dụng trong app. Sau này khi mình đổi điện thoại khác hoặc là mình đăng nhập vào chỗ khác thì nó sẽ vẫn lưu những cái dữ liệu mà mình đã làm. Đăng ký thì chúng ta chỉ cần có địa chỉ mail và mật khẩu thôi. Sau khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ mail và mật khẩu mình vừa mới đăng ký vào để đăng nhập sử dụng app. App này vẫn cho bạn sử dụng miễn phí, một số chức năng bạn vẫn có thể dùng để làm việc rất là tốt rồi.
Còn nếu như mà bạn muốn có nhiều tính năng cao cấp hơn thì chúng ta có thể nâng cấp lên trả phí, thì mình sẽ có rất nhiều tính năng tuyệt vời hơn, tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nhé. Thì đăng ký bằng đăng nhập xong thì chúng ta sẽ quay trở lại giao diện app, nó sẽ có những phần như thế này. Rồi, đây là màn hình mà đã đăng nhập xong. Thì việc đầu tiên thì bạn có thể nhấn vào cái icon ở trên góc trên bên trái hoặc cái tên của bạn. Đó, thì bạn sẽ vào được phần cài đặt. Và trong này sẽ có cài đặt rất là nhiều thông số như là chuông báo làm việc này, chế độ nghỉ này. Bạn còn có thể cài được âm thanh nữa, âm thanh bắt đầu làm việc, âm thanh báo nghỉ, hay là âm thanh ở trong lúc bạn đang làm việc, có thể có tiếng dế kêu, tiếng nước chảy, tiếng thiên nhiên vân vân, để cho bạn có thể tập trung làm việc hơn, bạn đều có thể cài đặt trong đây hết. Ngoài ra thì các bạn còn có thể cài được các loại thời gian, chỉnh lại thông số của nó, ví dụ như là thời lượng Pororo thay vì 25 phút thì bạn có thể chỉnh lên 30 phút hoặc là bao nhiêu mà các bạn thích. Rồi thời lượng giải lao ngắn, thời lượng giải lao dài các bạn đều có thể chỉnh lại được. Nhưng mà mình khuyên là khi mới sử dụng thì các bạn nên để mặc định như vậy ha. Rồi có một lưu ý, đó là nếu như các bạn thấy hai cái công tắc mà của tự động bắt đầu Pomodoro kế tiếp và tự động bắt đầu lượt giải lao á, nó không được bật lên ấy, thì các bạn nhớ bật nó lên nhé. Thì cái này nó sẽ giúp cho việc là khi mà cái thời gian Pomodoro kết thúc á, thì nó sẽ tự động nhảy sang giờ giải lao, nó tính giờ. Và khi hết giờ giải lao, nó sẽ tự động nhảy sang để tính tiếp Pomodoro kế tiếp. Còn nếu như mà mình không bật lên á, thì mình sẽ phải chuyển chế độ bằng tay. Tức là khi mà hết Pomodoro rồi, mình lại phải nhấn nghỉ giải lao. Rồi hết nghỉ giải lao thì lại phải nhấn làm tiếp. Đó, cho nên là hãy bật nó lên để nó tự động nhảy ha. Vậy thôi, phần này thì chỉ cần cài đặt những thứ như vậy thôi. Còn những thứ khác thì các bạn có thể tự mò thêm ha. Quay trở lại với giao diện chính của app, thì các bạn thấy ở trên đây nó có những cái dòng có sẵn, ví dụ như là hôm nay, ngày mai, sắp tới, ngày nào đó này. Thì đây sẽ là những cái nơi để mà chứa những cái nhiệm vụ mà các bạn đã tạo ra, những cái công việc các bạn đã tạo ra ở trong ngày hôm nay, ngày mai hoặc sắp tới, để các bạn có thể theo dõi được cái lịch trình của mình để biết những công việc mình đang cần phải làm. Đó. Rồi còn có sự kiện để mình đặt sự kiện một ngày nào đấy. Rồi cái mục đã hoàn thành này là nơi sẽ chứa những cái công việc mà các bạn đã làm xong rồi, đã hoàn thành hết các Pomodoro mà các bạn đặt ra và công việc đấy đã hoàn thành. Các bạn tích chọn thì nó sẽ lưu hết ở đây để các bạn có thể theo dõi vào và xem lại, xem là thành quả của mình đã đạt được những gì là ở trong chữ đã hoàn thành này ha. Ở bên dưới đây có chữ nhiệm vụ này, đấy, thêm dự án này, thì đây sẽ là cái nơi mà các bạn thêm cho mình những cái dự án, những cái công việc mới. Rồi sau đây mình sẽ thử thêm một cái công việc mới cho các bạn xem thử ha. Ở trong đây sẽ nhấn vào dấu cộng chỗ thêm một công việc. Đó, và mình sẽ đặt tên cho cái công việc mà mình muốn làm ở đây. Ví dụ như mình muốn đặt là học tiếng Anh chẳng hạn. Đó, công việc trong ngày hôm nay của mình là học tiếng Anh. Rồi ok, bên dưới này sẽ có những cái hình ảnh của cái đồng hồ Pomodoro này của chúng ta này. Thì chúng ta sẽ chọn vào, chúng ta cần, ví dụ như đây mình chọn 4 cái Pomodoro này, tức là tương ứng với 100 phút đấy, để dành cho học tiếng Anh. Đấy, thì theo các bạn, thì sau khi tạo xong nhiệm vụ thì các bạn thấy không? Ở chữ hôm nay ở trên này nó đã có một nhiệm vụ rồi này, học tiếng Anh rồi đấy, đó. Rồi, ví dụ như ngày mai mình muốn tạo thêm một cái công việc của ngày mai nữa. Ví dụ như ngày mai thì mình phải viết báo cáo chẳng hạn, thì mình sẽ chọn ở trên đây và chọn số lượng Pomodoro này, số thời gian mình có thể thực hiện nó này. Thì mình sẽ chọn 5 cái Pomodoro đi, tương với 125 phút đi. Đây mình sẽ viết báo cáo xong. Đó, rồi nhấn hoàn tất là xong thôi. Rồi ở đây còn có một ngày nào đó nữa, chúng ta có thể đặt lịch cho một ngày nào đó. Công việc là mình có thể hoàn thành. Ví dụ như là mình định viết truyện chẳng hạn, thì mình cũng chưa định làm nó bây giờ, mình sẽ định làm nó vào một ngày nào đó mình rảnh chẳng hạn. Thì mình sẽ tạo ra một cái công việc là viết truyện ở đây, để lúc nào mình rảnh thì mình sẽ thực hiện nó. Đó, ví dụ thế. Rồi ở đây các bạn có thể thêm dự án mới này. Thì cái dự án này thì là nó sẽ giống như một cái thư mục mẹ vậy. Nó sẽ bao gồm những cái công việc nhỏ bên trong. Ví dụ mình tạo ra cái thư mục phát triển bản thân này. Trong này thì sẽ có những cái công việc, ví dụ như là đọc sách mỗi ngày này. Mình sẽ tạo ra một cái công việc đấy, bao gồm có 4 cái đồng hồ cà chua. Ok, 100 phút. Đó. Thì bạn thấy trong phát triển bản thân đã có thêm một công việc mới rồi này. Mình có thể tạo thêm những công việc khác ở trên đây. Đó, ví dụ như là mình tạo thêm một công việc nữa là học 30 từ vựng tiếng Nhật này. Đó.
Rồi, mình sẽ chọn nó trong vòng 25 phút. Một Pomodoro. Ok, coi như xong. Các bạn đã thấy này, ở đây chúng ta sẽ có, ở mục nhiệm vụ của mình là có 3 cái công việc cần phải làm này. Và ở cái mục phát triển bản thân thì mình có 2 công việc mình đã đặt ra rồi. Như vậy là việc thêm các công việc đã xong. Bây giờ chúng ta thử luôn với cái công việc ở trong đây là đọc sách 100 phút mỗi ngày. Chọn vào công việc thì ngay sau khi chọn xong thì ngay lập tức cái đồng hồ đếm giờ nó đã chạy rồi. Quả cà chua đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu học với 25 phút tập trung. Và sau khi mà hết 25 phút này thì đồng hồ sẽ tự động nhảy sang 5 phút nghỉ giải lao. Và hết 5 phút nghỉ giải lao nó sẽ lại tự động nhảy về đồng hồ tính giờ 25 phút để các bạn tiếp tục với chương trình Pomodoro tiếp theo cho đến khi hết. Đó, các bạn có thể nhấn vào chữ toàn màn hình để mà chiếc đồng hồ này nó sẽ hiện toàn màu đen và hiện số lên thế này thôi. Sau đó bạn để chiếc điện thoại của bạn ở xa tầm tay với, chỉ đủ để nghe tiếng chuông và nhìn thấy số là được rồi. Thời gian đọc sách của mình đặt ra trong cái nhiệm vụ này đó là 4 quả cà chua tương ứng với 4 Pomodoro và là 100 phút. Thì sau khi thực hiện hết các chương trình thì mình đã hoàn thành được công việc này. Mình chỉ việc nhấn tích chọn là đã hoàn thành công việc là xong và chúng ta tiếp tục đến với các nhiệm vụ khác. Rất đơn giản phải không các bạn? Sau khi đã hoàn thành xong hết tất cả các nhiệm vụ thì cuối ngày chúng ta có thể kiểm tra lại thành quả của chúng ta, những thứ mà chúng ta đạt được đấy trong phần đã hoàn thành này. Đấy, ở đây sẽ chứa những cái nhiệm vụ mà bạn đã hoàn thành, đã làm được trong ngày hôm nay. Đó, để tự thấy được những từng cái bước tiến bộ của mình. Ngoài ra app này còn có rất nhiều tính năng hay ho khác, ví dụ như là chúng ta có thể tham gia nhóm để ganh đua cùng với mọi người nữa. Đấy, các bạn có thể khám phá thêm rất là nhiều cái hay ho. Khi các bạn tham gia vào một nhóm này, ở trong đây sẽ có rất là nhiều thành viên trong một nhóm. Ví dụ ở đây có nhóm đậu đại học này. Khi các bạn tham gia, các bạn sẽ thấy được bảng xếp hạng của các cái thành viên ở trong đây về cái mức độ học tập hay là sự tập trung, thời gian tập trung của họ được bao lâu này. Mình sẽ có cái động lực để cùng phấn đấu với mọi người, đúng không? Rồi ở đây chúng ta còn có mục trồng cây nữa này. Đó, mỗi một ngày chúng ta đăng nhập vào này, chúng ta học tập này, chúng ta hoàn thành những công việc này thì chúng ta sẽ được đổi lại bằng những cái hạt nắng giúp cho cái cây mầm của chúng ta có thể lớn lên. Các bạn sẽ nhìn thấy được sự phát triển của chính bản thân mình qua cái cây mầm mà các bạn đang nuôi ở đây. App còn có một cái tính năng báo cáo rất là nâng cao, tổng quan và chi tiết về các cái thời gian mình đã tập trung này, các cái mục tiêu đặt ra này, biểu đồ để mình theo dõi trong suốt một khoảng thời gian như là trong tuần hay trong tháng này để thấy được cái sự phát triển của mình. Nhưng mà những cái tính năng này là tính năng nâng cao và các bạn muốn sử dụng nó thì các bạn phải mua ở trong app. Cũng rất là rẻ thôi, chưa tới 100.000 mà các bạn có thể dùng được trong vòng 3 tháng. Thì nếu như mà ai muốn nâng cấp lên thì có thể nâng cấp lên để sử dụng nhiều được tính năng hay ho hơn ha. Ok, video chia sẻ về phương pháp Pomodoro giúp nâng cao khả năng tập trung và năng suất làm việc sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho công việc và học tập của các bạn. Tôi là Mưa Bụi của Radio Kết Nối. Xin chào và hẹn gặp lại.